Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Sau quãng thời gian khủng hoảng trầm trọng, gần đây những dấu hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện tại Emirates khi Arsenal liên tiếp giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Tất nhiên, những nhân tố góp công lớn khiến pháo thủ hồi sinh không ai khác ngoài các tài năng trẻ như Bukayo Saka hay Emile Smith Rowe. Những cầu thủ đã mang tới một làn gió mới cho pháo thủ thành London. Dù vậy, kế hoạch chiêu mộ thêm một tiền vệ tấn công mà pháo thủ đã dự tính trước đó nhiều khả năng vẫn sẽ được thực hiện. Gần đây, giới truyền thông cho hay họ đang theo sát Emiliano Buendia, nhưng theo quan điểm của Fabrizio Romano thì đây chưa phải là bản hợp đồng tối ưu đối với Arsenal. Isco muốn được thi đấu nhưng vẫn chưa có gì tiến triển với Arsenal. Cậu ấy cũng đang đàm phán cùng các câu lạc bộ khác. Isco hiện đang cảm thấy không hạnh phúc tại Real Madrid. Cậu ấy sẽ chuyển đi vào mùa hè. Tôi muốn nói rằng Isco hoàn hảo đối với Arsenal. Trước đó, giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar đã ngầm xác nhận mục tiêu của pháo thủ trên thị trường chuyển nhượng là một tiền vệ tấn công. Ông cho biết, rõ ràng là chúng tôi cần biết mình cần gì. Câu lạc bộ cần một cầu thủ có khả năng sáng tạo ở tuyến giữa. Hiện tại đội hình của chúng tôi đang thiếu thốn trầm trọng nhân tố này. Arsenal đang dần lấy lại phong độ sau khoảng thời gian chìm sâu vào khủng hoảng. Ngoài 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League, đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta cũng vừa mới đánh bại Newcastle United trong khuôn khổ vòng 3 của FA Cup. Trước những tín hiệu tích cực của đội bóng thành London, họ đang hy vọng sẽ sớm lấy lại vị thế tại xứ sở sương mù. Tuy nhiên, để nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ này, Arsenal cần gấp rút bổ sung nhân sự ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm khắc phục điểm yếu. Vì thế, những ngày gần đây, bên cạnh những Julian Draxler, Julian Brand, cái tên Osone Edouard của Celtic cũng thường xuyên được liên kết với tin đồn gia nhập Emirates. Tiền đạo sinh năm 1998 là một trong những chân ghi bàn hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Scotland. Trải qua 2-3 lần ra sân ở mùa giải năm nay, anh bỏ túi đến 11 pha lập công và 4 đường chuyền thành bàn. Chính vì vậy, Arsenal muốn chiêu mộ anh để san sẻ bớt trọng trách ghi bàn cho bộ đôi Aubameyang và Lacazette. Nguồn tin từ Football Insider tiết lộ rằng, trong bối cảnh nền tài chính câu lạc bộ khủng hoảng, Celtic dự định sẽ giảm yêu cầu cho thương vụ này từ 40 triệu bảng xuống chỉ còn 25 triệu bảng. Tuy nhiên, cá nhân Edouard cũng đang rất cân nhắc khả năng gia nhập bến đỗ mới. Bởi lẽ, anh muốn tìm điểm dừng chân thuận lợi nhất cho quá trình phát triển sự nghiệp. Theo thông tin từ nhà báo uy tín Fabrizio Romano, tiền vệ Matteo Guendouzi đã quyết định không ở lại Arsenal trong mùa đông này. Hertha Berlin mới đây cũng đã quyết định sẽ đàm phán để tiếp tục giữ chân anh cho tới hết mùa giải theo dạng cho mượn. Theo nguồn tin của Goal, hậu vệ Socrates của Arsenal đã sẵn sàng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cầu thủ người Hy Lạp đang có mong muốn gia nhập Real Betis vào tháng 1 này. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Betis đang là rào cản ngăn thương vụ này diễn ra. Thời điểm này, đội bóng xứ Andalusia gặp một số khó khăn về ngân sách và cần phải bán vài cầu thủ trong đội hình nhằm cân bằng cán cân tài chính. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn với nhau hàng ngày bạn nhé.